Chào mừng các bạn đến với Manga Anime Official. Mình là Shin và đây là video dòng thời gian hoàn chỉnh của series Naruto và Naruto Shippuden. Và bây giờ, là giải đấu nhân vật để yêu thích nhất mùa thứ 3 qua bình chọn của khán giả Manga Anime Official. Thể lệ của giải đấu như sau: có 128 nhân vật được chia thành 8 bảng đấu và sẽ đấu 1 vs 1 cho đến khi tìm ra người chiến thắng. Trong mỗi video, mình sẽ giới thiệu cặp đấu và các bạn hãy cùng mình bình chọn cho một trong hai nhân vật trong cặp đấu đó nhé. Và cặp đối đầu ngày hôm nay của chúng ta là Tamayo và Shinobu trong series Kimetsu no Yaiba. Hãy comment tên của người bạn yêu thích nhất trong hai nhân vật này nha. Lưu ý, mỗi người chỉ bình luận một lần thôi nhé. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Đầu tiên, chúng ta cùng đến với những sự kiện trong lịch sử đã nhé. 983 năm trước khi Naruto ra đời, thế giới đắm chìm trong những cuộc chiến bất tận. Kaguya Otsutsuki, một thực thể vũ trụ đến trái đất để tìm kiếm cây thần. Ban thứ trái mọc ra từ cây đó và được ban cho Rinnegan Sharingan, một nhân thuật mạnh mẽ và trở thành người duy nhất trên trái đất sử dụng chakra và hy vọng sẽ kết thúc cuộc chiến của loài người bằng sức mạnh mới được phát hiện của mình. Và rồi Kaguya đã sử dụng Rinnegan để truyền nhân thuật Tsukuyomi vô hạn lên nhân loại. Nhãn thuật này đưa toàn bộ nhân loại trên hành tinh vào một ảo ảnh được tạo bởi Kaguya. Theo bà, Tsukuyomi vô hạn là cách duy nhất để bảo vệ sức mạnh của mình khỏi kẻ đang hòng chiếm đoạt, nhưng nó cũng sẽ biến tất cả con người thành bạch Zetsu. Vô hình chung thì kế hoạch này cứ gọi là tuyệt vời với Kaguya. Cuối cùng, nó quyết định giải thoát cho một số người để chứng minh rằng không phải là toàn bộ hành tinh bị xóa sổ, nhưng lại xóa đi ký ức của họ. Bà có hai con trai sinh đôi là Hagoromo và Himura, cũng là những người có thể sử dụng chakra. Dần dần, Kaguya trở nên tham lam và một lần nữa trao chakra cho con trai của bà, để rồi cuối cùng đánh cắp lại nó cho bản thân, hợp nhất với cây thế giới tạo ra thập vĩ, còn vị thú nguyên thủy. Con trai bà quyết định chống lại bà và cuối cùng chiếm thế thượng phong. Khi Kaguya sắp bị con trai phong ấn, bà tạo ra Hắc Zetsu, một biểu hiện của ý chí, kẻ sống sót qua nhiều thế kỷ để giải thoát cho Kaguya một lần nữa. Cặp song sinh phong ấn chakra của những vị thú bên trong Hagoromo biến anh trở thành Jinchuriki đầu tiên và phong ấn thập vĩ, bức giã tượng bên ngoài và ném chúng vào không gian tạo ra mặt trăng. Hamura quyết tâm lên mặt trăng để bảo vệ cơ thể con vĩ thú, còn Hagoromo sẽ ở lại trái đất để huấn luyện con người sử dụng chakra. Anh được biết đến như là lục đạo hiền nhân và chia chakra của con vĩ thú thành 9 cơ thể riêng biệt và đặt tên cho chúng. Anh nói với chúng rằng một ngày nào đó chúng sẽ đoàn tụ trong một cơ thể một lần nữa. Hagoromo sau này có hai con trai tên là Indra và Asura. Indra, con trai lớn, là một thần đồng và nhanh chóng thành thạo chakra. Anh có công trong việc tạo ra nhẫn thuật và là tổ tiên của tộc Uchiha. Con trai nhỏ Asura của ông là tổ tiên ban đầu của tộc Senju và Uzumaki. Asura lớn lên dưới cái bóng của anh trai tài năng, nhưng thái độ kiên cường và thái độ làm việc quyết liệt đã khiến Hagoromo chọn anh làm người kế vị. Asura nói với cha mình rằng Indra mới là sự lựa chọn rõ ràng hơn cho người kế vị khi xét nhiều tài năng của anh ấy. Nhưng Hagoromo nói rằng nếu chỉ cần tài năng thì chưa đủ để trở thành một nhà lãnh đạo và truyền sức mạnh chakra lục đạo cho Asura. Trong lúc đó thì Hắc Zetsu đang sẵn sàng thao túng Indra. Hắn kích đều Indra trở nên ghen tị nhiều hơn và đề nghị anh ta tấn công Asura để lấy sức mạnh ấy làm của riêng mình. Nhưng Indra không phù hợp với chakra mới của Asura và anh buộc phải rút lui. Và từ đó, mối thù truyền kiếp giữa các kiếp luân hồi của hai anh em bắt đầu. 783 năm trước khi Naruto ra đời, 200 năm sau sự thống trị của Kaguya thì Fukasaku, nhà hiền triết vĩ đại của núi Myoboku được sinh ra. Và sau đó, rất nhiều điều không liên quan đến dòng thời gian này xảy ra. 79 năm trước khi Naruto ra đời, Kinkaku ra đời vào ngày 9 tháng 4. 78 năm trước khi Naruto ra đời, Kinkaku ra đời vào ngày 7 tháng 3, đánh dấu sự hình thành của bộ đôi anh em quái vật, những kẻ mà sau này ăn thịt Kurama để có được chakra của cửu vĩ. 76 năm trước khi Naruto ra đời, Madara Uchiha ra đời vào ngày 24 tháng 12. 75 năm trước khi Naruto ra đời, Kazuku ra đời vào ngày 15 tháng 8. 74 năm trước khi Naruto ra đời, Izuna, em trai của Madara ra đời vào ngày 10 tháng 2. Cho đến 64 năm trước khi Naruto ra đời, thời kỳ của chiến tranh bắt đầu. Các gia tộc chiến đấu với nhau trong những nỗ lực không ngừng để giành lấy quyền lực, và gia tộc Senju cùng với gia tộc Uchiha nổi lên như những kẻ đáng gờm nhất. Khi trận chiến giữa hai tộc Senju và Uchiha lên tới đỉnh điểm, ngay cả những shinobi trẻ tuổi cũng phải tham gia trận chiến, và Kuwarama Senju là một shinobi trẻ như vậy. Cậu chết trên chiến trường dưới bàn tay của một người thuộc tộc Uchiha. Những người anh của cậu thương tiếc cho cái chết của cậu, và Hashirama Senju cảm thấy cái chết của em trai mình là vô ích. Hashirama giữ lấy cảm xúc này trong mình cho đến tuổi trưởng thành. 8 năm sau, khoảng 56 năm trước khi Naruto ra đời, rất nhiều bô lão ở thời đại của Naruto được sinh ra, nhưng tại thời điểm này, họ chỉ là những đứa trẻ. Đó là bà hoàng của giới thuật Chiyo, người em trai Ebizo, ông trung niên đáng sợ trong tương lai Danzo và Hokage đệ tam Sarutobi. Hashirama Senju và Madara Uchiha
lúc này đang ở độ tuổi thiếu niên trai tráng, vẫn còn đam mê trò lìa đá trên sông, đi tiểu trên sông, và từ đó mối quan hệ bạn bè đối thủ giữa họ bắt đầu. Như một bông hoa của tình bạn, không biết là hoa gì thì chắc chắn không phải là hoa cúc. Hashirama và Madara chia sẻ với nhau về giấc mơ của một tương lai nơi trẻ em sẽ không phải chết trên chiến trường. Ước mơ của họ giống nhau nhưng cách thức thực hiện lại vô cùng khác nhau. Madara tin rằng thế giới phải được cai trị bởi một nhà lãnh đạo để ngăn chặn chiến tranh, trong khi Hashirama lại tin rằng một liên minh giữa các gia tộc là cách tốt nhất để tiến tới hòa bình. Đây cũng chính là cảm xúc của Indra và Asura. Khi Madara và Hashirama phát hiện ra rằng họ chính là đối thủ của nhau, họ buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn. Hashirama vẫn cố gắng thực hiện giấc mơ của mình về một liên minh hòa bình giữa các gia tộc. Madara thì đang chịu áp lực từ gia đình. Anh nói rằng hòa bình như vậy là không thể đạt được thông qua một liên minh với quyết tâm chấm dứt tình bạn của họ. Sức nặng của quyết định này đã đánh thức Sharingan của Madara. Khoảng 50 năm trước khi Naruto ra đời, hai đối thủ tiếp tục gặp nhau trong trận chiến. Cuối cùng, họ cũng trở thành những người lãnh đạo trong gia tộc của mình và Hashirama đánh bại Madara cùng gia tộc Uchiha trên chiến trường. Em trai của Madara là Izuna bị giết bởi em trai của Hashirama là Tobirama, và trong lúc hấp hối trên giường bệnh, Izuna đã trao cho Madara con mắt của mình. Và từ đây, việc tháo mắt ra lắp vào trong Naruto nó dễ dàng như bạn lắp Gundam vậy. À, Gundam còn khó hơn. Sau đó, Madara đánh thức Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Hashirama một lần nữa cố gắng đàm phán về hòa bình giữa các gia tộc, nhưng vì em trai của mình vừa bị Tobirama giết nên Madara đã từ chối. Hashirama chấp nhận tự sát nếu điều đó sẽ tạo ra hòa bình. Lay chuyển bởi hành động này, Madara cuối cùng cũng đồng ý ngừng chiến. Hai gia tộc cùng nhau tạo thành Konoha Gakure. Hashirama được chọn để trở thành Hokage đệ nhất của làng ẩn Mộc Diệp. Madara không yên tâm về điều này và lo ngại rằng tộc Senju sẽ cố gắng đàn áp tộc Uchiha. Trong cùng khoảng thời gian này, Iwagakure, ngôi làng ẩn trong những phiến đá, được thành lập. Một năm sau, khoảng 49 năm trước khi Naruto ra đời, Madara sử dụng Sharingan của mình để giải mã một phần viên đá dưới hầm của gia tộc, được truyền các thế hệ của gia tộc Uchiha. Ban đầu nó được tạo ra bởi Hagoromo để cảnh báo về sự nguy hiểm của Tsukiyomi và Rinnegan, nhưng Hazetsu đã thay đổi nó để đánh lừa gia tộc Uchiha và tìm kiếm Rinnegan. Sau khi đọc phiến đá, thì Madara kết luận rằng Konoha chỉ là một phần của chu kỳ bất tận của chiến tranh và hòa bình. Sự hợp tác thực sự giữa các làng là không thể. Cách duy nhất để đạt được hòa bình là toàn bộ mọi người phục tùng theo ý chí của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Nghe có vẻ thực sự hòa bình và không đe dọa chút nào phải không? Với suy nghĩ tiêu cực đó trong tâm trí, Madara quyết định từ bỏ Konoha. Cũng trong khoảng thời gian này thì Tsunagakure, ngôi làng ẩn trong cát, Kumogakure, ngôi làng ẩn trong bay, và Kirigakure, ngôi làng ẩn trong xương được hình thành. 43 năm trước khi Naruto ra đời, Madara trở về Konoha, quyết tâm chấm dứt những gì anh cho là tồi tệ. Mang theo Kurama cửu vĩ, Madara đối đầu với Hashirama một lần nữa và bị giết một cách rõ ràng. Địa điểm của trận chiến là thung lũng tận cùng. Cửu vĩ thoát ra khỏi sự kiểm soát của Madara, hung hăng tấn công Konoha. Nhưng thực ra Madara không chết. Không thể để Kurama được tự do nên Mito Uzumaki, vợ của Hashirama, tình nguyện để Kurama bị phong ấn trong cơ thể và cô trở thành Jinchuriki đầu tiên của cửu vĩ. Tobirama thành lập học viện ninja, sáng tạo ra kỳ thi Chunin và lực lượng cảnh sát quân sự Konoha được điều hành bởi gia tộc Uchiha. Nỗ lực này nhằm thể hiện thiện chí của Tobirama đối với Uchiha, nhưng thực ra là một biện pháp tách biệt họ với phần còn lại của xã hội. Vì đơn giản với Hokage đệ nhị thì Uchiha là gốc rễ của mọi vấn đề. 40 năm trước khi Naruto ra đời, thế hệ ninja đầu tiên tốt nghiệp học viện ninja Koharu Utatane, Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura và Homura Mitokado trở thành genin. Tobirama trở thành giáo viên phụ trách của họ. 38 năm trước khi Naruto ra đời, Tsunade, Orochimaru và Jiraiya lần lượt ra đời. Khoảng 35 năm trước khi Naruto ra đời, dòng thời gian có một chút mờ ảo, nhưng chúng ta đều biết rằng đây là thời điểm của cuộc chiến tranh thế giới ninja lần đầu tiên. Cuộc đấu tranh để cân bằng quyền lực giữa 5 quốc gia Shinobi tạo ra sự căng thẳng giữa Kakage và gây ra sự bất ổn cho nền hòa bình nhất thời của họ. Hashirama chia đều những con vĩ thú cho mỗi ngôi làng như một cách thể hiện sự thiện chí và mang lại sự cân bằng cho các nước. Khi Hashirama qua đời, anh đi em trai của mình là Tobirama làm Hokage đệ nhị. Sau cái chết của Tobirama, Sarutobi trở thành Hokage đệ tam. Khoảng 32 năm trước khi Naruto ra đời, Orochimaru, Jiraiya và Tsunade trở thành genin dưới sự huấn luyện của đệ tam. Khoảng 29 năm trước khi Naruto ra đời, Hiashi và Hizashi Hyuga ra đời. Khoảng 24 năm trước khi Naruto ra đời, Minato và Kushina ra đời. 20 năm trước khi Naruto ra đời, Sasori, Killer Bee và Nagato ra đời. Gần 15 năm trôi qua trước khi một sự kiện ở Konoha thay đổi cuộc sống của nhiều người. 17 năm trước khi Naruto ra đời, Kushina Uzumaki được đưa đến Konoha Gakure để tham gia học viện ninja. Mặc dù ban đầu bị bạn bè ruồng bỏ, Kushina vẫn vui vẻ nhận Konoha làm nhà. Ở Kumogakure,
cô nàng ẩn mình trong những đám mây, bát vĩ nổi loạn vì chưa bị phong ấn. Kyuubi lúc này mới 5 tuổi, trở thành Jinchuriki tiếp theo của bát vĩ. Gần cuối năm đó, khoảng 14 năm trước khi Naruto ra đời, Konoha bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới ninja lần thứ 2. Madara quả thực kích động rất giỏi. Trận chiến giữa ba thế lực là Konohagakure, Tsunagakure và Iwagakure lại diễn ra ở ngôi làng thứ tư là Amegakure, ngôi làng ẩn trong những cơn mưa nằm ở giữa ba quốc gia. Lãnh đạo của Amegakure là Hanzo, đừng để nhầm lẫn với Danzo của Konoha nhé. Để lại ba shinobi mạnh mẽ của Konoha là Jiraiya, Tsunade và Orochimaru là những người duy nhất còn sống sót. Ba ninja ban đầu luyện tập cùng nhau và được huấn luyện bởi Sarutobi, chính vì thế mà họ mạnh mẽ đến như vậy. Người đàn ông của Tsunade là Dan chết trong chiến tranh, biến Tsunade trở thành một kẻ nghiện cờ bạc. Khi chiến tranh thế giới ninja lần thứ 2 đến giai đoạn cao trào, Jiraiya gặp ba đứa trẻ mồ côi ở Amegakure và quyết định sẽ chăm lo cho chúng. Đó là Nagato, Yahiko và Konan Edogawa. Không ai biết Madara đã trao cho Nagato con mắt Rinnegan của mình khi Nagato còn nhỏ, nhưng chi tiết này sẽ trở nên thực sự quan trọng trong khoảng 30 năm tới. Trong khi đó, Jinchuriki của kiểu vĩ là Mito đang hấp hối và truyền lại vĩ thú của mình cho Kushina Uzumaki. Vài năm sau, 10 năm trước khi Naruto ra đời, Kushina bị làng Komogakure bắt cóc trong nỗ lực đánh cắp kiểu vĩ. May mắn thay, người bạn trong học viện ninja cùng Kushina và là người học trò cũ của Jiraiya, Minato Namikaze đã cứu cô. Cuộc giải cứu của anh đánh dấu sự khởi đầu của một mối tình lãng mạn giữa hai người và là bằng chứng cho thấy có thể có những mối quan hệ lành mạnh trong Naruto. Nghe thấy không Sakura? Trong khi đó, ở Amegakure, Jiraiya rời khỏi nơi huấn luyện Nagato, Yahiko và Konan sau 3 năm đào tạo bọn họ. Họ thành lập một nhóm gọi là Akatsuki với nhiệm vụ là chấm dứt chiến tranh. Một năm trước khi Naruto ra đời, một đứa trẻ mồ côi đeo kính xuất hiện ở Konoha, tất nhiên là không phải ai khác ngoài Kabuto Yakushi. Trong khi đó, chiến tranh thế giới Shinobi lần thứ 3 nổi dậy. Đội bao gồm Kakashi, Obito và Rin của Minato đang ở tuyến đầu của cuộc chiến. Rin bị bắt cóc, Kakashi và Obito chiến đấu để giải cứu cô. Obito đánh thức Sharingan của mình trong trận chiến, Kakashi thì bị mất một mắt, nhưng họ vẫn thành công giải cứu Rin. Một hang động sập xuống và Obito hy sinh thân mình để cứu Kakashi khỏi một tảng đá. Khi chết, cậu trao cho Kakashi Sharingan của mình để thay thế cho con mắt bị thương. Tuy nhiên, hóa ra Obito không thực sự chết. Điều này cũng biết nhỉ. Madara phái Bạch Zetsu đến cứu Obito và chăm sóc cho cậu và tạo ra nhân vật phản diện bí ẩn nhất series. Trong Shonen, điều cần thiết để tạo ra một nhân vật phản diện mạnh mẽ chính là một chấn thương thay đổi cuộc sống. Obito chấp nhận cái tên Tobi cùng với chiếc mặt nạ xoắn mang tính biểu tượng. Cùng lúc đó, Hanzo và Danzo coi tổ chức này là một mối đe dọa và tìm cách ngăn cản cuộc nổi dậy của Akatsuki. Họ chiến đấu với Akatsuki và cuộc chiến kết thúc với cái chết của Yahiko. Yahiko yêu cầu Nagato tiếp tục sứ mệnh tìm kiếm hòa bình của Akatsuki. Nhưng Nagato tin rằng hòa bình chỉ có thể đạt được bằng cách cho nhân loại thấy cuộc sống sẽ khủng khiếp như thế nào nếu không có hòa bình. Vì vậy anh mang cho mình cái tên Pain và bắt đầu tạo ra thảm họa trên toàn thế giới. Một thời gian sau, Rin bị Kirigakure bắt cóc và phong ấn Tam Vĩ vào cơ thể cô để biến Rin thành một quả bom hẹn giờ. Tam Vĩ sẽ xuất hiện ngay khi Rin và Kakashi trở về Konoha. Hiểu được số phận của mình đến đây là hết, Rin yêu cầu Kakashi giết mình để ngăn Tam Vĩ phá hủy Konoha. Kakashi từ chối, nhưng Rin sau đó tự tử bằng cách nhảy vào chiêu Chidori của Kakashi. Chính Kakashi cũng không ngờ con đường đi tới trái tim của bạn gái chính là Chidori. Tobi đang dần lành vết thương đã theo dõi trận chiến từ đầu. Kakashi ngất đi sau khi nhận thấy những gì Rin đã làm và Obito bí mật bước vào để thảm sát kẻ thù. Sau đó, trở về với mối hận rằng Kakashi đã không cứu Rin. Vào mùa thu, chiến tranh thế giới ninja lần thứ 3 kết thúc. Sau đó, Hokage đệ tam Sarutobi bổ nhiệm Minato là Hokage đệ tứ để ông có thể nghỉ hưu. Khoảng vài tháng trước khi Naruto ra đời, ở Tsunagakure, ngôi làng ẩn trong cát, Shikaku, một con vĩ thú bị phong ấn bên trong Gaara trong khi cậu vẫn còn ở trong bụng mẹ. Cậu ra đời ngay sau đó nhưng mẹ cậu thì chết trong khi sinh. Cuối cùng vào ngày 10 tháng 10, Naruto ra đời là con trai của Minato Namikaze, Hokage thứ tư và Kushina Uzumaki, Jinchuriki thứ hai của cửu vĩ. Sự ra đời của Naruto đánh dấu nhiều sự kiện xảy ra ở Konoha. Bây giờ Obito dưới vỏ bọc Tobi trở về làng ngay trước khi Naruto chào đời và lấy cửu vĩ ra khỏi Kushina vì phong ấn của cô yếu đi khi cô chuyển dạ. Minato buộc Tobi rời khỏi làng nhưng cửu vĩ thoát khỏi sự kiểm soát của Tobi, nổi giận phá làng phá xóm. Minato chiến đấu với cửu vĩ và trong trận chiến dữ dội, anh quyết định rằng cách duy nhất để cứu Konoha là giam cầm Kurama trong người con trai mới sinh. Nhưng chakra của kiểu vĩ quá lớn đối với đứa trẻ sơ sinh nên Minato đã phong ấn một nửa số đó trong chính bản thân mình bằng cách sử dụng thi quỷ phong tận, nhân thuật phong ấn lấy đi mạng sống của người thi triển. Kushina chết ngay sau khi phong ấn hoàn thành, để lại Naruto thành một đứa trẻ mồ côi vào ngày mình ra đời. Naruto lớn lên, không biết cha mẹ mình là ai, không hay biết rằng mình là Jinchuriki của kiểu vĩ,
còn Sarutobi trở thành Hokage một lần nữa sau cái chết của Minato. 4 năm sau, Itachi Uchiha, một ninja mới nhú và là anh trai của Sasuke, đã đánh thức Sharingan của mình sau khi chứng kiến người bạn Tenma Izumo bị giết bởi một người đàn ông đeo mặt nạ. Khi Naruto 7 tuổi, người bạn tương lai Gaara của cậu đang trải nghiệm có thời gian khó khăn ở làng cát. Gaara và Shikaku bị coi là có nguy hiểm đối với làng. Kazekage ra lệnh sẽ xử tử Gaara. Người bạn thân nhất, người mà đã tâm sự rất nhiều với Gaara là Yasamaru, được lệnh thực hiện nhiệm vụ đó. Bị phản bội bởi người duy nhất đối tốt với mình, Gaara chìm sâu hơn vào cơn thịnh nộ và tự ghê tởm chính bản thân mình. Cậu giết chết Yasamaru để tự cứu lấy mình nhưng bị suy sụp tinh thần sau đó. Cùng lúc đó thì Kabuto bị Thao Túng giết chết người đã bắt cậu khi còn nhỏ. Cậu gặp Orochimaru trong khi vẫn còn đau buồn và Orochimaru đề nghị sẽ huấn luyện Kabuto. Orochimaru đã dành nhiều năm để thực hiện các thí nghiệm kinh hoàng lên cơ thể người và phát triển các nhẫn thuật để có được sức mạnh và kéo dài cuộc sống của mình. Một trong số những thí nghiệm như vậy liên quan đến bắt cóc và thí nghiệm trên đứa trẻ mồ côi Yamato, người mà chúng ta sẽ nói nhiều hơn về sau này. Orochimaru đã truyền cho những đứa trẻ mồ côi DNA của Hashirama và hy vọng đánh thức nhẫn thuật mộc độn, một kỹ thuật của Hashirama cho phép ông đè bẹp cả những Jinchuriki. Nhưng Yamato là người duy nhất trong số các đối tượng thử nghiệm sống sót và kích hoạt khả năng. Một năm sau, Itachi được tham gia vào Root, một nhánh ngầm của quân đội Konoha do Danzo điều hành. Anh đóng vai trò là một điệp viên hai mang chống lại Uchiha, báo cáo các kế hoạch về một cuộc đảo chính của gia tộc mình cho Danzo và Hokage Đệ Tam. Trước vụ thảm sát, Itachi gặp Tobi và Tobi đồng ý hỗ trợ anh trong nhiệm vụ đó. Thỏa thuận của Itachi với Danzo là Sasuke sẽ là người duy nhất sống sót. Tuy nhiên, sau vụ thảm sát của gia tộc, Sasuke chìm sâu trong thù hận, lời nguyền của tộc Uchiha do chính Inra để lại. Nửa đầu của dòng lịch sử Naruto thực sự rất lôi cuốn, nhưng yên tâm đi, nửa sau còn hai gấp bội phần. Các bạn hãy dừng video này lại một chút, lấy miếng bánh chén trà và cùng mình đi đến giai đoạn tiếp theo của dòng thời gian. Và bây giờ, câu chuyện bắt đầu. Khi Naruto 13 tuổi, câu chuyện bắt đầu một cách nghiêm túc với kỳ thi tốt nghiệp của Học viện Ninja. Naruto thất bại đến lần thứ 3 rồi, còn đánh cắp một cuốn bí thư có chứa các thuật cấm bao gồm nhẫn thuật đa trọng ảnh phân thân mà cậu nhanh chóng làm chủ. Nhưng thực tế đây là một âm mưu. Mizuki, giáo viên chính của Naruto, đã lừa cậu ăn cắp cuộn giấy để khiến Naruto bị đuổi khỏi Học viện Ninja. Một giáo viên khác là Iruka phát hiện ra được âm mưu của Mizuki và đánh hắn ta tối bụi. Mizuki bị đánh bại và giận dữ tiết lộ rằng Naruto bị ghét vì cậu chính là cửu vĩ. Iruka cho phép Naruto tốt nghiệp Học viện Ninja. Vài ngày sau, lễ tốt nghiệp ninja diễn ra và một nhóm học sinh mới xuất hiện. Trong số đó có Sakura và đối thủ là Ino, Sasuke, chiến lược gia bậc thầy Nara Shikamaru, Hinata, chàng trai bọ Shino, cậu bé chó Kiba, con bướm sinh Choji và best boy Rock Lee. Sau khi kỳ thi cuối cùng diễn ra vài ngày, các học viên mới tốt nghiệp được chia thành các đội. Kakashi dẫn dắt đội 7 bao gồm Naruto, Sasuke và Sakura. Kiba, Shino và Hinata là đội 8 và Shikamaru, Choji và Ino là đội 10. Cuộc huấn luyện bắt đầu và trong vài tháng, đội 7 đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Họ phải hộ tống một người xây dựng cầu đến sóng quốc. Đây là trận thực chiến đầu tiên của Naruto. Đội 7 đối đầu với Zabuza và Haku. Cuộc chiến này sẽ trở thành một trong những cuộc gặp gỡ hay nhất trong Naruto. Nó lần đầu tiên giới thiệu các nhân vật phản diện có số phận bi thảm phức tạp và trở thành một dấu ấn của series. Sau đó là kỳ thi Chunin. Trong giai đoạn thứ 2 của kỳ thi, Naruto, Sakura và Sasuke chạm trán Orochimaru. Orochimaru đánh bại họ và hôn yêu Sasuke một cái, để lại trên người cậu nguyền ấn, một ấn chú nguyền rủa làm tăng khả năng thể chất của Sasuke nhưng lại làm rối tung tâm trí của cậu. Kakashi đặt lại một phong ấn trên vào nguyền chú với hy vọng chống lại các tác dụng phụ tiêu cực của nó lên Sasuke. Sau khi vượt qua 3 giai đoạn đầu tiên và bước vào vòng sơ khảo, kỳ thi sẽ được hoãn lại một tháng để các thí sinh có thể luyện tập. Jiraiya gặp Naruto và đồng ý đưa cậu đi huấn luyện đặc biệt một tháng, và Kakashi cũng làm như vậy với Sasuke. Jiraiya gỡ bỏ phong ấn chặn dòng chakra của Naruto với hy vọng cho phép cậu kiểm soát kiểu vĩ tốt hơn. Ông cũng dạy Naruto cách triệu hồi cóc từ núi Myoboku, trong khi đó Kakashi dạy kỹ thuật Chidori cho Sasuke. Họ trở về Konoha trong phần thứ 3 của kỳ thi Chunin, tuy nhiên nó đã bị gián đoạn bởi cuộc khủng hoảng tại Konoha. Nhiệm vụ của Orochimaru là phá hủy ngôi làng. Tuy nhiên, cuối cùng ta cũng biết được là làng cát chỉ là một con rối trong kế hoạch lớn do Danzo nghĩ ra để gây bất ổn cho Konoha. Orochimaru thi chuyển thuật Edo Tensei của mình để hồi sinh Hokage Hashirama và Tobirama. Sarutobi hy sinh để bảo vệ Konoha khỏi Orochimaru, mặc dù đòn tấn công cuối cùng của ông đã khiến Orochimaru mất đi khả năng kết ấn. Konoha phải tìm kiếm một Hokage mới. Jiraiya và Naruto lên đường tìm kiếm Kotsunade, cháu gái của Hashirama, một trong những Sanin và có tiềm năng trở thành Hokage thứ 5 cho Konoha. Trên đường đi, Jiraiya dạy kiến thức về Rasengan cho Naruto, nhưng cậu mới chỉ học được giai đoạn đầu tiên. Jiraiya và Naruto tìm thấy Tsunade, nay đã trở thành một con bạc sau cái chết của Dan.
cô từ chối trở về Konoha cho đến khi Naruto đặt cược với cô rằng nếu cậu có thể thành thạo kỹ thuật Rasengan trong một tuần thì Tsunade sẽ trở lại. Tsunade thua cược, trở thành Hokage đệ ngũ. Sau cuộc tấn công của Orochimaru, Sasuke thách thức Naruto về ghen tị và sự phát triển nhanh chóng của cậu. Naruto đồng ý và họ sử dụng nhẫn thuật mới để đấu với nhau. Kakashi can thiệp và làm chệch hướng Rasengan của Naruto và Chidori của Sasuke vào hai tháp nước. Tháp của Naruto bị phá hủy hoàn toàn, trong khi đó tháp của Sasuke thì... Sasuke coi đây là dấu hiệu cho thấy mình đã thua Naruto. Sự đố kỵ này ngày càng sâu sắc và Sasuke quyết định rời làng. Kakashi tìm thấy cậu một lần nữa và điều kéo, nhưng trước khi Sasuke có thể quyết định thì bốn ninja từ làng âm thanh xuất hiện và mang Sasuke rời khỏi Konoha trong đêm. Naruto, Kiba, Shino và Shikamaru đuổi theo Sasuke. Khi Naruto gặp Sasuke, rõ ràng là Sasuke sẽ không trở về Konoha. Cả hai mặt đối mặt, Sasuke lần đầu tiên tự đánh thức Sharingan và lần đầu tiên Naruto trải nghiệm sự biến đổi thành vĩ thú một đuôi. Naruto thất bại trong việc đánh bại và đưa Sasuke trở lại. Sau khi bị Sasuke đánh bại, Naruto gặp Jiraiya và ông cảnh báo cho cậu về sự nguy hiểm của Akatsuki. Naruto đồng ý theo học Jiraiya thêm một thời gian. Sau đó là time skip, phần mà có lẽ mình thích nhất trong các bộ shonen. Naruto tăng khả năng kiểm soát kiểu vĩ và Sasuke học được rất nhiều từ Orochimaru. Akatsuki thì cũng không hề ngơi nghỉ, chúng quyết định săn lùng vĩ thú và thành công một cách lạnh lùng khi lấy đi ngũ vĩ từ Han và thất vĩ từ Fu, giết chết họ trong quá trình này. Khi đã 16 tuổi, Naruto để lại những ngày tháng thất bại tại học viện ninja ở phía sau. Về Rasengan và khả năng kiểm soát kiểu vĩ, Naruto đã trở thành một shinobi rất đáng gờm. Khi kết thúc khóa đào tạo của mình, Naruto và Jiraiya trở về Konoha. Đội Kakashi đoàn tụ mà không có Sasuke để giải cứu Kara, người đã trở thành Kazekage thứ 5 sau cái chết của cha mình trong trận chiến ở Konoha. Akatsuki vẫn tìm cách chiếm được Kara và rút ra được vĩ thú Shikaku của cậu, sau đó giết chết Kara. Kiyo và cụ già rối dây chiến đấu cùng với Sakura chống lại Sasori, một thành viên của Akatsuki và là cháu trai của bà Chiyo. Sakura và Chiyo thắng thế và Chiyo sử dụng mạng sống của mình để kích hoạt một kỹ thuật đặc biệt hồi sinh Gaara. Kakashi phải nhập viện sau nhiệm vụ vì lạm dụng Mangekyo Sharingan. Một đội mới của Kakashi được thành lập trong khi anh đang hồi phục, được lãnh đạo bởi Yamato, vì chỉ có Yamato mới có thể kiểm soát kiểu vĩ của Naruto. Sai, một thành viên của tổ chức ngầm của Danzo, cũng tham gia nhóm. Nhiệm vụ tiếp theo của họ là cố gắng tìm kiếm thông tin về vị trí của Sasuke. Đội 7 mới đi đến một điểm hẹn trên một cây cầu. Khi đó, Yamato đóng giả là Sasori, kẻ đã có kế hoạch gặp Kabuto từ trước. Orochimaru và Kabuto cố gắng giết Sasori và sớm biết về kế hoạch của đội 7. Naruto chiến đấu với Orochimaru. Sai thì cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thực sự của mình. Danzo đã yêu cầu cậu thu thập thông tin về Orochimaru và giết Sasuke. Trong trận chiến, chúng ta thấy Naruto biến thành hình dạng bốn đuôi lần đầu tiên trên chiến trường. Sau trận chiến này, phần còn lại của đội 7 thở dài và đi đến nơi ẩn náu của Orochimaru. Họ thấy rằng Sasuke đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đội 7 thoát chết dưới tay Sasuke và trở về Konoha. Akatsuki lấy lại được vĩ thú khác từ Yugito, trong khi Sasuke trở nên buồn chán và quyết định giết Orochimaru. Sau khi đánh bại người thầy hung ác, Sasuke tạo ra đội của riêng mình từ những thuộc hạ cũ của Orochimaru là Suigetsu, Karin và Zugo. Nhiệm vụ của họ là giết chết Itachi. Naruto hiện đang mang cái tên Pain và tiếp tục kế hoạch gây chiến và tạo ra sự hỗn loạn. Pain sử dụng một khả năng đặc biệt để hồi sinh 6 shinobi đã chết và chiến đấu cùng chúng bằng Rinnegan của mình và nhẫn thuật lục đạo. Jiraiya quyết định sẽ tìm hiểu về Pain. Ông nhận ra rằng Pain thực ra là học trò cũ Nagato của mình, và trong một trong những trận chiến đau lòng nhất của series này, Jiraiya đã bị giết bởi Pain. Trong khi đó, Sasuke cuối cùng cũng có thể chạm trán với Itachi. Sau khi lừa dối em trai mình quá lâu, Itachi tiết lộ rằng vụ ám sát gia tộc Uchiha là nhiệm vụ của Danzo, và một người tộc Uchiha khác là Tobi lúc này đang giả dạng Madara đã giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Itachi cũng tiết lộ rằng anh gia nhập Akatsuki để thực hiện một nhiệm vụ bí mật khác, và việc sử dụng Mangekyo Sharingan liên tục thì sẽ bị mù lòa. Anh sẽ phải lấy đi đôi mắt của anh hoặc em mình để kích hoạt Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Hai anh em đấu tay đôi bằng cách sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của họ. Sasuke lúc này bị suy yếu bởi cuộc chiến, cho phép Orochimaru trốn thoát ra từ nguyền ấn. Tên rắn chúa này sống dài thực sự. Hắn cố gắng chiếm lại cơ thể của Sasuke, nhưng Itachi giết hắn ngay lập tức để xóa đi nguyền ấn của Sasuke. Itachi tiếp cận, tưởng như sẽ lấy đi đôi mắt của Sasuke, nhưng lại chết sau khi chạm vào trán cậu, một cử chỉ yêu thương từ thời thơ ấu của họ. Sau cái chết của anh trai, Sasuke đánh thức Mangekyo Sharingan. Tobi chăm sóc cho Sasuke và cuối cùng trao cho cậu đôi mắt của Itachi để đánh thức Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Sau khi biết về cái chết của Jiraiya, Naruto quay trở lại núi Byoboku để học hiền nhân thuật. Kể từ khi giết Jiraiya, Pain săn lùng và giết chết Jinchuriki của lục vĩ, bây giờ chỉ có Naruto và Killer Bee, Jinchuriki của bát vĩ là còn sống. Pain sau đó phát động một cuộc tấn công vào Konoha để tìm kiếm Naruto và kiểu vĩ.
sau một trận chiến khiến Kakashi hy sinh, bên phát hiện ra rằng Naruto hiện đang ở trên núi Myoboku. Tsunade triệu hồi con sen quen thuộc của cô, chia thành những con sen nhỏ để chữa lành cho tất cả người dân Konoha bị thương. Phân phối toàn bộ chakra thông qua Katsu khiến cô bị hôn mê. Pain thi triển một nhẫn thuật tàn khốc, san bằng ngôi làng ngay khi Naruto trở về. Trận chiến giữa Naruto và Pain kéo dài cho đến khi Pain chiếm thế thượng phong. Anh hỏi Naruto liệu có con đường nào khác cho hòa bình ngoài con đường anh chọn không? Trước khi Naruto có thể trả lời, Hinata xông lên để cứu Naruto và bị giết một cách dễ dàng. Hồi căng thẳng của trận chiến quay trở lại. Cuối cùng, Naruto tìm ra được cơ thể thật của Pain sau khi đánh bại 6 Shinobi. Cả hai gặp nhau và nói về người thầy cũ Jiraiya. Cuối cùng thì Naruto quyết định tha cho Nagato mặc dù anh đã giết Jiraiya, nói rằng cái chết của Nagato sẽ chỉ tiếp tục cái vòng xoáy thù hận. Cảm động trước điều này, Nagato suy nghĩ lại về cuộc đời mình và sử dụng ngoại đạo luân hồi sinh chi thuật để hồi sinh tất cả những người đã chết trong cuộc tấn công vào Konoha. Cái giá phải trả sẽ là mạng sống của Nagato. Khi mà Tsunade còn đang hôn mê, Danzo sử dụng khoảng trống này và ứng cử vào vị trí Hokage. Trước khi tham gia hội nghị của ngũ đại Kage, Danzo gọi Sasuke là kẻ thù của Konoha và ra lệnh ám sát cậu. Trong hội nghị thượng đỉnh, các Kage khác đã buộc tội Danzo dàn dựng vụ khủng bố ở Konoha cũng như thao túng Kazekage. Danzo phủ nhận nhưng hội nghị bị gián đoạn khi Sasuke xâm nhập và tấn công các Kage. Danzo chạy trốn nhưng lại bị theo dõi bởi Sasuke và Tobi. Trong trận chiến sau đó, Danzo cũng được tiết lộ rằng sở hữu những con mắt của tộc Uchiha trên tay. Hắn chết dưới tay Sasuke và sau cuộc tấn công này, ngũ đại Kage đã đồng ý thành lập lực lượng quân đội Shinobi đồng minh, bao gồm lực lượng chiến đấu của ngũ quốc. Khoảng thời gian này, Kabuto tìm thấy và gặp mặt Tobi. Tobi cố gắng giết Kabuto nhưng hắn phản công bằng cách sử dụng Edo Tensei để hồi sinh một nhóm Akatsuki đã chết cũng như Madara thực sự. Cả hai liên minh với nhau và Kabuto đồng ý cho Tobi mượn đội quân chiến binh Edo Tensei bao gồm Madara, Itachi và những gương mặt quen thuộc khác, miễn là Tobi sẽ giao Sasuke cho hắn vào cuối trận chiến. Và như là món quà cho sinh nhật thứ 17 của Naruto, cuộc chiến tranh thế giới ninja lần thứ tư bắt đầu. Naruto chưa biết về điều đó, Kakage đưa cậu và Killer Bee đến một hòn đảo xa xôi để được luyện tập nhiều hơn. Thực sự đó là một mưu đồ để giữ họ tránh xa trận chiến và để giữ cho vị thú của họ, đúng như hướng dẫn trên bao bì, tránh xa tầm tay của Akatsuki. Khi họ biết rằng mình vừa ăn cú lừa, Naruto và Killer Bee đã hợp tác để trốn thoát và tham gia trận chiến. Họ nhanh chóng bắt gặp Itachi và Nagato được tái sinh và buộc phải chiến đấu. Nagato và Itachi giúp họ chống lại các đòn tấn công và Itachi thậm chí còn có thể giải phóng ý chí của mình khỏi bị kiểm soát. Từ đây trở đi, các sự kiện trong chiến tranh thế giới ninja lần thứ tư sẽ cực kỳ căng thẳng. Mình sẽ cố gắng hết sức để tóm tắt những khoảnh khắc quan trọng nhất của trận chiến, nhưng chắc chắn xem lại và đọc lại series vẫn sẽ thú vị hơn rất nhiều khi có quá nhiều thứ mình không thể kể hết ở đây. Trên chiến trường chính, lực lượng Shinobi của quân đồng minh được hỗ trợ bởi ảnh phân thân của Naruto đã phong ấn được các chiến binh tái sinh. Ngũ đại Kage quyết định cố gắng hạ gục Madara. Naruto và Killer Bee thoát ra để chiến đấu với Tobi, người đang sử dụng nhẫn thuật lục đạo của Pain để hồi sinh các Jinchuriki khác. Trong trận chiến, Son Goku, nhân vật vĩ thú có bốn đuôi, chứ không phải Goku mà các bạn đang nghĩ tới, nói với Naruto rằng họ muốn giải thoát khỏi sự kiểm soát của Tobi và giúp Naruto loại bỏ dụng cụ màu đen mà Tobi sử dụng để đàn áp vĩ thú. Trong khi đó, Sasuke đi theo Itachi để tái sinh đến một hang động nơi Kabuto đang ẩn náu và điều khiển đội quân hồi sinh của mình. Sasuke cố gắng giết Kabuto, nhưng Itachi lại chỉ ra rằng ngay cả khi Kabuto bị giết, quân đội của hắn sẽ không bị đánh bại. Thay vào đó, họ phải buộc Kabuto hủy bỏ Edo Tensei. Hai anh em tiến vào một trận chiến tinh thần chống lại Kabuto. Cuối cùng, họ đã thắng thế và quân đội của Kabuto tan rã. Madara trong lúc siêu thoát đã quay trở lại. Sau khi đè bẹp ngũ đại Kage, Madara đi tìm Tobi. Ở những nơi khác trong trận chiến, tiểu Madara sử dụng chakra từ hai anh em Ginkaku và Kinkaku, hai chiến binh tái sinh mang theo chakra của Kurama sau cuộc chạm trán hàng trăm năm trước. Chakra đó kết hợp với chakra từ xúc tu của bát vĩ cho phép con giã tượng bắt đầu biến đổi thành thập vĩ. Trong trận chiến, Kakashi phát hiện ra rằng Sharingan của mình được liên kết với Tobi, cả hai đều dịch chuyển đến cùng một chiều không gian khi thi chuyển nhẫn thuật và Kakashi nhận ra rằng Tobi thực tế là Obito, điều mà các bạn dễ dàng nhận ra khi mà tra Google. Madara đến chiến trường trước khi quá trình chuyển đổi của thập vĩ hoàn tất. Hắn chiến đấu với Kakashi, Mai Kai, Naruto và Killer Bee và khi thập vĩ được đánh thức, hắn và Tobi nhảy lên đầu nó để điều khiển. Lực lượng Shinobi đồng minh đã tham gia vào cuộc chiến và Obito buộc phải rút lui vào một chiều không gian khác. Sasuke vẫn chưa tham gia vào cuộc xung đột chính và hồi sinh Orochimaru bằng một trong những nguyên ấn của hắn. Cậu yêu cầu Orochimaru giúp hồi sinh 4 Hokage đầu tiên để họ có thể đưa ra lời khuyên nên tham gia vào phe nào của trận chiến. Các Hokage thuyết phục Sasuke bảo vệ Konoha và họ tiến ra chiến trường. Obito cưỡi thập vĩ xông vào cuộc chiến, đối mặt với một loạt các cuộc tấn công từ Naruto, Killer Bee và lực lượng Shinobi đồng minh. Sau khi thi triển nhiều đòn tấn công tàn khốc và lực lượng đồng minh, Obito cố gắng quét sạch họ một lần và mãi mãi.
sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của vĩ thú. Hắn bắn quả bom vĩ thú từ thập vĩ nhằm vào một khoảng cách gần. Naruto truyền chakra cửu vĩ cho các đồng đội còn lại giúp họ tăng sức mạnh. Minato đã được tái sinh bởi Orochimaru và Sasuke, bước vào để kiềm chế thập vĩ. Obito sau đó xuất hiện trở lại trên chiến trường và cố gắng kiểm soát thập vĩ một lần nữa. Madara cố gắng hồi sinh chính mình bằng mạng sống của Obito để trở thành Jinchuriki của thập vĩ. Thay vào đó, Obito chống lại hắn và phong ấn thập vĩ vào cơ thể mình. Thập vĩ biến thành một cái cây khổng lồ để thực hiện kế hoạch ban đầu của việc đưa trái đất vào một Tsukuyomi vô hạn. Cái cây hút chakra từ lực lượng Shinobi đồng minh. Càng nhiều chakra thì nhãn cầu Rinnegan càng mở ra nhanh hơn trên ngọn cây. Và khi cái cây lớn lên, Naruto, Bi và Gaara tấn công Obito và sử dụng sức mạnh của họ để kéo những con vĩ thú khác ra khỏi hắn. Điều này khiến Obito dễ bị tấn công và Hakjitsu chiếm lấy cơ thể của Obito và buộc hắn sử dụng ngoại đạo luân hồi sinh chi thuật. Nhưng nhờ chakra quỷ tượng, Obito vẫn còn sống sót. Khi Bạch Zetsu trả lại Rinnegan cho Madara, hắn có thể đưa con thú bao gồm bát vĩ và cửu vĩ vào quỷ tượng để hồi sinh thập vĩ một lần nữa. Madara trở thành Jinchuriki tiếp theo của thập vĩ. Naruto chết vì bị lấy đi cửu vĩ. Vì vậy, Minato sau khi hồi sinh đưa phần chakra của cửu vĩ mà anh đang giữ cho Naruto. Trong lúc Hakjitsu bối rối, Obito thoát khỏi sự kiểm soát của cơ thể, ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình và giải cứu cho Naruto. Ở những nơi khác trên chiến trường, Kabuto cũng bị thông não chi thuật và chữa lành cho Sasuke sắp chết sau khi nhận một đòn chí mạng từ Madara. Trên bờ vực của cái chết, Sasuke và Naruto gặp được lục đạo tiên nhân và nhận được sức mạnh đặc biệt. Sasuke có được Rinnegan và Naruto có được sức mạnh để điều khiển chakra của tất cả các vĩ thú. Madara không thể đứng vững trước sức mạnh mới của bộ đôi và quyết định truy tìm Obito để đòi lại con mắt Rinnegan khác của mình. Ngay khi có nó, hắn trở lại chiến trường và thi triển Tsukuyomi vĩnh cửu. Sasuke cố gắng bảo vệ bản thân và các thành viên khác của đội 7 khỏi nhẫn thuật. Hakjitsu xuất hiện trở lại và nắm quyền kiểm soát Madara. Hắn triệu hồi Kaguya và bà ta chiếm lấy thể xác của Madara. Kaguya đưa bản thân và những người khác đến chiều không gian của mình để chiến đấu. Vẫn không thể đối mặt với Naruto và Sasuke, lúc này đang quá mạnh. Kaguya chia cách hai người vào các chiều không gian riêng biệt và tập trung vào việc chiến đấu với Naruto. Trong lúc đó, Sakura lập nhóm với Obito để tái hợp Sasuke và Naruto. Kaguya tấn công Sasuke và Naruto, nhưng Kakashi và Obito bảo vệ họ. Nó khiến Obito phải trả giá bằng mạng sống của mình, nhưng Obito tạm thời trong chiều không gian với Kakashi bằng Magenkyo Sharingan. Đội 7 cùng nhau tấn công Kaguya và phong ấn bà. Đội 7 và Madara được trở lại thế giới thực và chiến tranh thế giới Shinobi lần thứ tư sắp kết thúc. Nhưng tất nhiên nó chưa thể kết thúc ngay được, vẫn còn một trận chiến cuối cùng nữa. Trở lại thế giới thực, Naruto và Sasuke có thể kết thúc Tsukuyomi vô hạn. Tuy nhiên, Sasuke quyết định phải giết ngũ đại Kage và những vĩ thú khác trước khi kết thúc nhẫn thuật để có thể trở thành một thế lực tối cao trên thế giới để thực thi hòa bình. Rõ ràng là Sasuke chưa học được gì từ toàn bộ câu chuyện này. Naruto không đồng ý và đối mặt với Sasuke một lần nữa ở thung lũng tận cùng. Họ chiến đấu đến kiệt sức, kết thúc trận chiến bằng một cú đánh mạnh mẽ khiến cả hai cùng mất đi cánh tay. Khi họ thức dậy vào buổi sáng, Sasuke thừa nhận chiến thắng của Naruto. May mắn thay, họ chỉ cần một cánh tay để nắm tay, hay ý mình là kết ấn. Naruto và Sasuke kết thúc Tsukuyomi vô hạn. Thế giới dần thức dậy từ nhẫn thuật. Kakashi trở thành Hokage đệ lục và dưới sự hỗ trợ của Naruto, anh quyết định xá tội cho Sasuke. Cuối cùng ở tuổi 25, 8 năm sau khi kết thúc chiến tranh thế giới Shinobi lần thứ 4, Naruto đã thành công với tư cách là Hokage đệ thất và đạt được ước mơ cả đời của mình. Vừa rồi là dòng thời gian hoàn chỉnh của series Naruto kể từ khi Kaguya đến trái đất cho đến khi Naruto trở thành Hokage. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại một like, share và subscribe cho Manga Anime Official. Và nếu các bạn muốn mình làm series dòng thời gian này về một bộ anime khác thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận để cho chúng mình biết nhé. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin là các bạn trong những video tiếp theo. Bye! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Manga Anime Official. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ ở phía bên phải để nhận được những thông báo mỗi khi chúng mình ra video nhé.